Chuyện vặt này tiếp. Bù chê túc. Uche Cúc là bưu điện, Bưu điện. Bì dông là tiệm cắt tóc. sư. Tiếp. Sơn đi trong. Cho là cái gì nhỉ, cửa hàng tiện lợi. Hàng tiện lợi. Rồi. Tiện lợi của mô. Nó mới trắng lên. Chín rồi, mọi người.여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 9번. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. 다시 들으십시오. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. Các bạn gì đấy nghe được cái câu gì Mori. chai đúng không, chai bên mori tức là nó hỏi là làm nào đây, nó bảo là gì chai bên mori hay chú xeo tức là làm cho tôi cái tóc gì tóc ngắn đúng không, À. à chai bên mori tôi hay chú xeo hãy làm cho tôi cái kiểu tóc ngắn đi đó, chỉ cần nghe được câu đấy tôi đã chọn được câu của ba rồi đúng không. Đấy, nghe lại nhé. Oh. 어떻게 해드릴까요? Đó, ok, hết là vì bạn vì tôi sẽ làm kiểu gì cho bạn đây đúng không? Tôi sẽ làm cho bạn như thế nào đây? Như thế nào? Như thế nào? 짧은 Vì đấy, sau cái머리로 món không해주세요. sale, hãy tự làm cho tôi kiểu tóc ngắn đúng không? 다시 들으십시오. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. Chọn được số 3. Không? Tiếp Hương câu 10. Ta chỉ quan tiệm chụp ảnh, À, liên quan tiếp sắc tục hình. quan Tiếp Tố sau quan. Thư viện. thư viện ạ, À. hoặc môn quan bảo tàng ạ, À, môn quan về bảo tàng. ừ. Tiếp. Mì xuôi quan là À, mì xung đại quan. sứ quán Đâu, mì xung quan là viện bảo tàng mỹ thuật chứ. tài mỹ thuật, mỹ thuật. À, hàm môn quan là gọi một cái là viện Viện bảo bảo tàng. tàng mỹ thuật, một cái viện bảo tàng không. Đợi, tiếp này.10번. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네, 여기 보세요. 찍습니다. 다시 사진관 들으십시오. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 여권. 네, 여기 보세요. 찍습니다. Nó bảo gì đấy, nó cái gì, nghe được từ gì, nghe được cái từ gì để bắt được từ chọn đó đáp án. Sai xích ạ, sai xích. À, thấy chích mì đà đúng không? Cái chích đấy là từ à, Chụp ảnh, chụp chụp ảnh, đẹp, chụp tóc cho tôi. chích là chụp. Rồi nghe lại nhé. Quân mạnh đi coi. Nhỏ quên bản tư coi đó. Tôi sẽ làm cho bạn cái gì đấy. À tôi sẽ làm cái gì. Nhỏ quên bản tư Khuôn coi. mặt ạ. Đâu nhỏ quên đó là cái gì. Nhỏ quên đây đó là cái hộ chiếu. Tôi sẽ làm hộ chiếu đúng không. Chỉ cứ Hãy chị chia sẻ. thầy con sẽ là gì, là gì Tài hãy chụp tốt, à hãy chụp cẩn thận đó chụp thôi, tốt thầy nhỉ. con thôi à. Nè, Yogi boseo. Vâng, hãy gì hãy dọc nhìn vào đây, dọc đi bốn theo Vào nhìn vào đây. đây. Chích xin đi ta, tôi sẽ gì, tôi sẽ Tôi chụp sẽ chụp nhé. đây. 다시 들으십시오.
여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네, 여기 보세요. 찍습니다. rồi đó. Nào tiếp câu tiếp theo. 37 có 7 nào, có 7 của Nga này. Không quân à. Công viên là công viên. Công viên tiếp. Hotel. Là khách Là sạn. khách sạn. Tiếp. Ocean One. Là thư viện. Viện tiếp. Khi trai nhất là ga ga tàu. Định ngập. Rồi. Yogi는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? 다시 들으십시오. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? 정답은 3번입니다. 7번. 며칠 동안 주무실 거예요? 11월 5일부터 7일까지요. 다시 들으십시오. 며칠 동안 주무실 거예요? 11월 5일부터 7일까지요. 전 mấy Không nghe được rồi. nghe lạ không? Thầy nghe lạ lạ rồi. Em chỉ nghe là mệt chi gì đấy đấy. Merci. Merci. Ok. 늦어서 미안해요. Đây phải 37 늦어서 không? 미안해요. 37 mà. 정답은 2번입니다. 5번. 5번. 네. 또 오세요. 뜨다 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 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 어디? 것을 고르십시오. 보기. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? 다시 들으십시오. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? 정답은 3번입니다. 7번. 며칠 동안 주무실 거예요? 11월 5일부터 7일까지요. 다시 들으십시오. phải không, phải câu này không đúng mà nhỉ? Đúng rồi, 7번. 며칠 동안 주무실 거예요? 7번. 아, 나 bảo là gì? Chú mưu sinh có yếu, tức là cái nó bảo là bạn sẽ ở trong vòng bao lâu đúng không? Còn ma tùng an đấy, chú mưu. Trong khoảng thời gian bao 5일부터 7일까지요. 아, đấy, từ ngày này đến ngày lâu? hiện này này đúng không? Đó, chúng ta chọn được cái mấy thì nó đang hỏi là ở khách khách sạn đúng không? Nó đang hỏi là ở từ ngày nào đến ngày nào đấy đúng không? Phải dùng chú mưu si tả ấy. Cái từ chú mưu si tả biết được gì không? Từ ngủ trong từ kính ngữ ấy. Đúng không? Thầy không nghĩ nó dùng cái từ này đấy. Ý là bạn sẽ ở lại là bao lâu đúng không? Sau đó từ ngày này tới kia mình phải Ở chọn. cái câu này mà dùng kính ngữ này nhỉ? Hả? Kính ngữ Trong bình thường mà khách hàng cái hoặc là khách hàng nhiều tuổi.
Khách hàng tính nữa đúng như hả? trà thôi, bình thường nó dùng chà tà đúng không, bạn sẽ ngủ ở đây bao nhiêu bao lâu đúng không? Tiếp nha, số 8 Amulban là Em quên hương Amulban là Hoàng Ngôi Quan Bảo Tàng ạ. tiếp ta Sa Chin Quan Tiệm Chụp Ảnh ạ. Dòng Hoa quên Quan là công ty du lịch ạ. Ừ. Muôn Mùi Mu thu trong 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 quen đấy nhỉ. à, Mà gì này? mùi thu trong đây nó là cái gì, là cái gọi là cái gì cửa hàng văn phòng phẩm ấy. À, văn phòng phẩm. Nghe nhau.8번 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 2층에서 보실 수 있습니다. 다시 들으십시오. 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 2층에서 보실 수 있습니다. 잠깐만. Không nghe rõ cho em. Bảo Nghe lại nhé. tàng ạ. Hai bọn. 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? Chỉ cần nghe cứ đi mong. Cái đoạn này nó cứ bị không nghe được, không nghe Đâu rõ. nha, mình nghe được nó có từ Việt Nam này, nghe được Việt Nam này. Việt Nam là Việt ngày Nam là ngày xưa. ngày xưa tối sau rồi thì sau cứ rim, nghe được cứ rim không, cứ rim sau rồi Và mình ảnh su thì tranh trời đó tranh ảnh. Anh nghe lại mà xem. bảo tàng. Thế thì em cũng đoán nhận bảo tàng. Em nghe, em cũng nghe được từ Hay cứ đi. bọn 한국의 옛날 그림은 đấy, Hàn Quốc kê Việt Nam gia kỷ, tức là bức tranh ngày xưa của Hàn Quốc đúng không? mét trên Đấy, cơ đi, căn này Việt nó lớn Nam lên phải không? Đấy, có ở tầng nên tầng là kỷ đúng không? 2층에서 보실 수 있습니다. Đó, ý chứng nghệ so Cơ ở tầng 1. thì là có thể đâu có thể xem ở tầng 2. Ý chứng nghệ so mà ý chứng nghệ đó nghe lại xem. 다시 들으십시오. 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 2층에서 보실 수 있습니다. Đó. Tiếp câu chí nghe. Số 1 là xích tang. Xích tang là Sao là nhà hàng vậy? thuê giá Thế sao là công ty, ngân hàng là ngân hàng, trang là quân là bệnh viện. rồi. Tiếp tiếp.2번. 어디가 안 좋으세요? 어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. 다시 들으십시오. 어디가 안 좋으세요? 어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. Sợ là mấy? Bốn này đang luôn. Thấy Không, đau ốm body hết à giờ, thấy đau ốm sốt các thứ đúng phê. Tika ăn chưa xe không? 2번 là nghe lại này. đau, ở đâu ăn hay chỗ nào? Oddiga 안 좋으세요? Oviga 안 좋은가요? Tức là gì? Mặt đau.
À, ăn cho à, Đang ở đâu? ở đâu, ở đâu nó không được tốt đúng không, ở đâu mà cảm giác ở đâu là thấy khó chịu đấy đúng không, à, ở đâu khó chịu. Body가 아프고 Từ hôm qua làm sao mò đi cả xuống phố. đau đầu. Ừ, tối qua thì đau đầu này. Giờ tôi mãi như này không? Giờ tô mãn như này không? Giờ giờ là gì? Tôi là hai. Tức là cái câu giờ tô mãn như này có nghĩa là giờ tô Bán mãn đi là nhiều. này không? Giờ giờ là gì? Giờ Không nhớ. 10. giờ tôi hỏi đi nào được, giờ đây là nhiệt đấy, nhiệt là sốt đấy, cái từ mình nhớ cái từ giờ đi na tà Đúng rồi, có gọn hơn đúng rồi, sốt giờ nhiều đi không? là đấy, nó cũng sốt nhiều đó, nó thì là cũng sốt nhiều, cũng bị sốt nhiều. Nghe, nghe lại. 다시 들으십시오. 어디가 안 좋으세요? 어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. 또 cũng sốt nhiều. Nó nhiều tiếp có 10 thương. Đây là cửa hàng. Ừ. Cửa hàng là sân bay. Ừ. Cửa xếp là bưu điện. Rồi hẹn sang công ty du lịch. Ừ. Nhiều.두 시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요. 그래요? 비행기 표좀 보여주세요. 다시 들으십시오. 두 시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요. 그래요? 비행기 표좀 보여주세요. Cái gì đấy? Nghe là cái gì? PNG Chu cô Pio chung rồi, PNG Pio đấy là cái vé máy bay đấy đúng không? Thì nó đang ở đâu? đáp án hai ạ. Nó Tôi vé máy bay, nó đang nói đến vé máy bay, chắc chắn nói đến sân bay rồi. Lại nhá. 시간 전에 도착했는 어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. 다 씨요. 10번. 2시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요. Ừ, tôi bảo tôi đến lúc mấy giờ rồi, Trung Hy à, Sang. tôi đến lúc à, Trung Hy Sang 2 giờ. tôi đến lúc 2 giờ rồi nhưng mà cái khả ba nghe ả chứ ả nào ngoài không, tức là Chưa chưa ra. cái Cái gì này chứ. có lý của tôi. Ừ, đúng rồi, cái hành lý, cái cặp của tôi là Cặp. chưa ra đúng không? Chưa ra. 그래요? 왜 비행기 표좀 보여주세요. 비행기 좀 비행기 표 보여주세요. 좀. 아니 좀 안 되세요. đấy, cho tôi chôm là một Một chút chút thôi, à? Một chút. hãy đưa cho tôi cái gì Sao xem em lại nghe là chôm nhỉ? Hãy chôm, từ từ đưa chôm cho tôi cái vé máy bay. vì em đi Vé. chôm đưa cho Cô xem, là vé. đưa cho tôi xem cái vé máy bay xem nào đúng không, nổi hết이 들으십시오. 2시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직
안 나왔어요. 그래요? 비행기 표좀 보여주세요. Tiếp nha, tiếp có 36 nhân phải để 36 lần 7 các Tôi câu 7 xem là lớp học. nào, số 1 là Tôi gì? xem lớp học. Lớp Tôi học. xem lớp học. Ừ. Xích tăng nhà hàng. Ừ. Cà kê là cửa hàng. Công quân là công viên. Rồi, okay. Mấy câu như vậy. Đàn 36 không vậy? 8번. 5시 영화표 2장 주세요. 5시 여기는 영화. 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 어디가 아프세요? 배가 아파요. 다시 들으십시오. 어디가 아프세요? 배가 아파요. 정답은 3번입니다. 7번. 어서 그러면 오세요, 손님. 뭐 찾으세요? 손님 운동화 끝장 있어요? 다시 들으십시오. 어서 오세요, 손님. 뭐 찾으세요? 운동화 있어요? đang ở đâu anh? Cửa trong hoa. Mua giày với giày chỉ có cửa hàng thôi. Chắc là từ cà kê thôi đúng không? Có hai điểm. Cơ Sau lưng Apayo là khách là hàng.정답은 7번. 3번입니다. 7번. 좀 나요. 어서 오세요, 손님. 어서오세요, 손님. 말 mở cửa khách vào này. 6시 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 아, 네. đang tìm cái gì đấy? À rồi, mua cho tôi thấy đó, bạn tìm gì đấy? 운동화 있어요? Quần đông hoa ít Đông tật. hoa có Thì giày thể anh bị thể thao có ừ, không? rồi thể thao không? 다시 들으십시오. 어서 오세요, 손님. 뭐 찾으세요? 운동화 있어요? số 3 ở gương số 8 Sao gian rồi không và sân thực ra là tập chú tập chú phim tập bay hát tuần hen là tiếng Hàn cùng hang là là sân bay sân bay nhạc khúc khúc là hiệu thuốc ạ. Ok, tiếp. Yeah. 8번. 5시 영화표 2장 주세요. 죄송합니다. 5시 표는 없습니다. 다시 들으십시오. 5시 영화표 2장 주세요. 죄송합니다. 5시 표는 없습니다. Nghe được từ gì? À, mình nghe được từ show. Yếu á. Vé, đây là vé. Chọn được mấy? Đáp án 1. Ừ, nghe lại xem nhé. 2장 주세요. 5시 8번.
5시 영화표 2장 주세요. Đó, hãy cho tôi hai cái gì? Giọng hoa phiếu, à, nghe được cái giọng Dạ hoa phiếu. xin À, vé xem phim, nói cho tôi hai cái vé xem phim đấy, lúc mấy giờ chắc chị nghe là giáo hoa. Hãy 5시 Xin표는 없습니다. lỗi, vé vé lúc mấy giờ? Rất xin chỗ ở bị tạt. Không, à, không có vé lúc mấy giờ? 5 giờ không có vé, đúng không? 다시 들으십시오. 5시 영화표 2장 주세요. 죄송합니다. 5시 표는 없습니다. Không có vé lúc 5 giờ. Rồi. À, tiếp câu 9. Câu rồi, câu 9 rồi. Đây. Rồi em sao công ty À, đi du lịch tiếp, cứ lịch. Cô Văn và Thư Viện. tiếp, U Che Cúc và Bưu Điện. à, tiếp, Vi Xuân Quan là Viện Bảo tàng Mỹ thuật. à, chín,9번. 지금 편지를 보내면 내일까지 도착할 수 있을까요? 네, 내일까지는 도착합니다. 다시 들으십시오. 지금 편지를 보내면 내일까지 시드풀. 도착할 수 있을까요? 네, 내일까지는 도착합니다. Đó, sẵn đây. Tôi chắc là đến nơi. Em nghe được từ xem chi Cô chê cúc ạ. Bưu điện. Cô chê cúc. Bưu điện. Điện. Xem chi. Xem Đấy. chi thì chỉ có 지금 편지를 보내면 내일까지 도착할 수 있을까요? À, nó bảo hôm nay mà gửi phong chi của em nhá. Hôm nay mà gửi gì? Phong chi của em nay mà gửi gửi thư. thư. À, gửi thư mai đến để được không? À. Hôm nay có đến được. 네, 내일까지는 도착합니다. Vâng, ngày mai Ngày sẽ đến. mai Mai sẽ sẽ đến được. à, đến được. Ngày y. 다시 들으십시오. 지금 편지를 보내면 내일까지 도착할 수 있을까요? 네, 내일까지는 도착합니다. Ồ, mai đến được, mai mình sẽ chọn mấy. Chọn được. Bưu U, điện à, ba. U, quốc 3. Tiếp nào. Qua, Nga, Em Hương. Bán chim lại. đang ship ở cửa hàng bánh mì. Ừ, tiếp. Phía xa là công ty Myung Si, tiệm cắt tóc ạ. Và nguy quan là bảo tàng. Ở viện bảo tàng.10번. 이 집은 딸기 케이크가 유명해요. 그래요? 그럼 우리도 그거 한번 먹어볼까요? 다시 들으십시오. 이 집은 딸기 케이크가 유명해요. 그래요? 그럼 우리도 그거 한번 먹어볼까요? 한번 먹어봐. 저 뭐죠? Ừ, tận mấy đáp nào? án một ạ. Một ạ. Ăn một tay chip mà đang Điện gọi thoại. ăn uống nó gì đó. Đại kỳ kê. Y Nghe là 집은 từ khô chứ.딸기 케이크가 유명해요.
ở nhà này nó Đây có cái cake, tức là cái bánh gì gì? à, Để bánh bánh kem dâu tây. rồi à, cái bánh kem dâu tây ngon nổi tiếng. 그래요. 그럼 Vậy.우리도 그거 한번 먹어볼까요? Vậy chúng ta thử ăn Vậy chúng ta thử ăn một lần một nữa. lần à. 다시 들으십시오. 이 집은 딸기 케이크가 유명해요. 그래요. 그럼 우리도 그거 한번 먹어볼까요? Rồi. Chúng ta sẽ thử ăn một lần. Để 35 à, Điểm cốt chip. hoa. Cốt chip là gì? Điểm hoa. Điểm hoa nhạc cốt. Các cốt tiệm thuốc. À, tiếp mùn cu cho Cô cho là cái gì? Bán bưu phẩm. đồ Cửa hàng văn phòng phẩm. phẩm. Coffee shop. Shop là quán cà phê. Ừ, quán cà phê. "실례합니다. 책은 몇 권까지 오늘 수업은 뭘 드릴까요?" 아침부터 머리가 아파요. 또약좀 아, 주세요. đợi đợi xíu là thấy thấy giò ra cái này nó nóng phai chứ nó không phai lẻ. Không. 8번. 8번. 정답은 3번입니다. 또 bây giờ là nghe lại. 7번. 뭘 드릴까요? 아침부터 머리가 아파요. 약좀 주세요. 다시 들으십시오. 뭘 드릴까요? 아침부터 머리가 아파요. 약좀 주세요. Tiệm thuốc, Được mấy? Tiệm các thuốc thuốc, nhạc trong các thuốc. đúng không? Morika chỉ có đau đầu thôi. Đáp án 3번입니다. Đó, nghe lại. 7번. "뭘 드릴까요?" 뭘 드릴까요? 아니, 뭘 드릴까요? Tôi sẽ Con đặt à, tao tôi sẽ đưa gì cho bạn tôi đây? sẽ đưa gì cho bạn. Mà bạn cần gì đây? A침부터 머리가 아파요. À, từ sáng tôi đã bị bỏ đi cắt Sáng cho mặt phải rồi. đau Tôi đau đầu sáng rồi. đầu. Dạ chôm chú Nhạc trông sức khỏe. xèo. Cho tôi một chút thuốc. À, cho dọn tôi một chút thuốc đi. 다시 들으십시오. 뭘 드릴까요? 아침부터 머리가 아파요. 약좀 주세요. 좀 Tại vì nó có nghe được từ giặc mà giặc đã biết Mẹ ơi, từ tư đi ta. Tư đi ta này nó là rồi. từ chính Từ ngữ. từ Chu. ta là Đúng bằng rồi. chu Nữa ta là chu đó, ta. tính ở chu ta thì mở chọn là số 2 tiếp. Vâng. Công hàng là Đây sân bay ạ. đây Si Trang là chợ ạ. sao Bang Chip là bằng tiệm bánh mì ạ. những gì Yoshi lớp học ạ. rồi. "8번. 오늘 수업은 여기까지입니다. 저 질문이 있습니다. 다시 들으십시오. 오늘 수업은 여기까지입니다.
저 질문이 있습니다. 답은 뭐? 아, 딸 마이 뭐? 아, 응. 딸 마이 수학원 뜨, 왕. 네, 수업 기다. 뭘 수업. 드릴까요? 연락, 아. 아침부터 머리가 아파요. 약좀 주세요. 8번. 오늘 수업은 여기까지입니다. 오늘 수업은 여기까지입니다. 나비. Tức là tiết học hôm nay xin đến đây đúng không? Chú bảo ổn ư? Chú bảo ổn ư? À, tức là tiết học hôm nay chúng ta tôi xin đến đây là kết thúc đấy đúng không? À, tiết học hôm nay xin đến đây là kết thúc. 저 질문이 있습니다. Tôi có câu hỏi, một câu xin hỏi thêm một à? câu hỏi. 다시 들으십시오. 오늘 수업은 여기까지입니다. 저 질문이 있습니다. 네, 보진. 나 미용실 라. 뭐 쓰임 나도 À, mình xin tiệm mái tóc, ta xin quán. sao chúng ta được điện ảnh À, sao xin quán là tiệm ảnh, đồ sau quán. tôi cho con là thư viện Thư viện, bù dê bút. tôi cho tiếp là thư viện À, bưu điện. Tiếp em. "실례합니다. 책은 몇 권까지 빌릴 수 있어요?" 5권요. 다시 들으십시오. 실례합니다. 책은 몇 권까지 빌릴 수 있어요? 5권요. 5권요. Nó đang nói đến cái gì? Đàn bà. Rồi. Đàn ba thư viện nó đến sách là nó đến thư viện rồi. 8번. 9번. 9번. "실례합니다. 책은 몇 권까지 빌릴 수 있어요?" 아, xin lỗi làm sao đấy? Chắc cần biệt quân khả chi bí lý sử sẻ. Ủa là gì? Mấy Biệt quân khả chi bí lý sử sẻ. Tức là có muốn mượn mấy quyển thể sách à? mượn Mượn có thể mượn được đến mấy quyển đúng không? Có thể mượn được đến mấy quyển sách mấy đây? quyển sách ta xuất quan nó xuất Năm quyển quyển à, được 6 quyển à, quyển 5 quyển. năm quyển ta다시 들으십시오. 실례합니다. 책은 몇 권까지 빌릴 수 있어요? 5권요. Tiếp nha, 10 to trong. Em ạ, so cho là hiệu sách ạ, Ừ. xích tăng là nhà hàng ạ, su Ừ. yong trang là bể bơi thầy, Ừ, bể bơi đúng không? trung tâm trang là sân vận động ạ. Rồi, ok, nghe nha. "10번. 우리 여기서 배드민턴 칠까요? 여기는 축구를 하는 학생들이 있으니까 저쪽으로 가요." 다시 들으십시오.
우리 여기서 배드민턴 칠까요? 여기는 축구를 하는 학생들이 있으니까 저쪽으로 가요. 축구는 나간 뭐나? 축구는 뭔지요? 뭔지요? 맞나요? 뭐나? 뭐 뭐는 말이야. 10번. 우리 여기서 배드민턴 칠까요? 여기는 네, 연락이 네, 틀린 한 네, 배드민턴. là cái môn cầu cầu lông Cầu lông. này môn Đầu thon tiên là ở đây. à ở đây cái gì cầu lông 축구를 하는 chúng학생들이 있으니까 ta. À ở đây có thì có những cái học sinh như cầu lông với cái gì chúc cu đúng không, cho nên저쪽으로 가요. lên hãy đi ra đằng đằng kia đi đi lại này. 다시 들으십시오. 우리 여기서 배드민턴 칠까요? À, chúng ta chơi gì? Chơi cầu lông ở đây. 네, 지금 ở đây. 여기는 축구를 하는 학생들이 있으니까. 아, 또 còn có cái gì? À, đây còn có học sinh chơi bóng Là đá. những bạn học저쪽으로 sinh. gạo. 가요. Đi ra đằng kia đi. Đúng, ok, thuận được nó đang ở sân. Vận động. Vận động ạ. À, đang chơi bóng đá với các cái chân vận động. Rồi, hết. Đó, vậy là hết cái dạng là ba là trong dạng 4 từ câu 11 đến câu 14 nó yêu cầu là gì? Hà mới mùa xe thế bà đọc mình cá, tức là hãy 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 thì hãy xem cái sau đây nó đang nói về cái gì nữa. Nó chọn đó, cái này thì giống như ở trên thì là bà nói về địa điểm đúng không? À, còn ở dưới này thì đang nói về cái gì? Thì chúng ta chỉ cần nghe những cái danh từ có liên quan trong đấy cũng đoán tương tự như trên đúng không? Rất là dễ nhá. Nào, Nga câu 11 là gì? Nà ra là Quốc ờ gia, à, tiếp gia đình, ờ tên, à, khá chốc là gia đình sau rồi ý đơn là tên chủ ban là tuần, cuối tuần mấy cái này tên mà theo tiếng Mỹ là kính hàng sang ấy nhỉ? song Hàng hâm, sang là song hâm luôn luôn, kính ngữ là không song ha. là chúng ta nghe thử một tẹo dễ chứ. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Đấy, tức là đến bây giờ đến tận 10, từ câu 1 đến câu 14 là chúng ta cũng đã thì đã nghe rất là dễ rồi đúng không? Mỗi câu 3 điểm, 4 điểm cứ tính trung bình cho 3 điểm. 3 điểm thì là bao nhiêu? À, Mình 3 nhân với 14 là cũng được 40 mấy điểm rồi đúng không? Đúng. Boogie와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 거기 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 다시 들으십시오. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 정답은 1번입니다. 11번. 수미 씨, 오빠가 있어요? 아니요, 언니가 있어요. 거지. 다시 들으십시오. 수미 씨, 오빠가 있어요? 아니요, 아니, 언니가 không. 있어요. Có chị thôi. Khá chúc. Ừ, cá chấp đúng không? Hãy subscribe. Ok.
tiếp. Nghe lại không? Nghe lại, Ừ. nghe lại việc nhé. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 네, 5층. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 정답은 1번입니다. 11번. 수미 씨, 오빠가 있어요? 아니요, 언니가 있어요. 다시. 11번. 네. 수미 씨, 수민 씨. 오빠가 있어요? À, Utaka Israel, tức là có gì? Có anh Dạ không? có anh. À, có anh trai không? Aniyo, không. Aniyo. Anh Onniga isseoyo. không, tôi có Oni, chị gái. Có chị thôi. Chị. Chị. 다시 들으십시오. Sumi 씨, 오빠가 있어요? 아니요. 언니가 있어요. Đấy, đúng không? Thế vậy là đang nói về gia đình. Chọn được câu câu 2. Tương tự câu 12, Hương Jimmy là Sở thích ạ. bài sĩ Thời tiết ạ. si can Thời gian. tâm xích Món ăn ạ. rồi.12번. 내일 시험이 몇 시예요? 2시예요. 다시 들으십시오. 내일 시험이 몇 시예요? 2시예요. 2시예요. ngày thời mai đáp án thứ ba Rồi, can nó đang nói chung là đang nói quanh quẩn đến thời thời gian biết si các thứ là biết rồi đúng không? Đấy, nghe lại nhé. thời gian buổi thời gian buổi thi ngày mai thời gian buổi 내일 시험이 몇 시예요? Đó, neil siomi tức là buổi ngày gì bài thi ngày Ngày mai buổi thì biết si bài nhớ thi là mấy mấy giờ đúng không? 2시예요. Biết si họ là mấy 2 giờ. 2 giờ 다시 들으십시오. 라 내일 시험이 몇 시예요? 2시예요. 2 giờ wow. Tiếp 13 à, của Nga chỉ có là Nghiệp 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 quần đông công là thể dục ạ. là ta Là cha là ngày tháng. phù trang Cô ngang là quê rồi ok nghe nhé. hương. 13번. 저는 농구를 좋아해요. 수미 씨는요? 저는 테니스를 좋아해요. 다시 들으십시오. 저는 농구를 좋아해요. 수미 씨는요? 저는 테니스를 좋아해요. chọn đấy. Hai bạn có thể tập bóng rổ không? Nghe được cái từ Không. là nông phu để phá Bóng nông rổ phu chùa hè. à, Anh thích bóng nông rổ. phu Thích bóng rổ. nó nghe được thích bóng Thích bóng rổ rổ thì tennis đúng không, với vần vợt chúng ta chọn ngay được môn thể thể thao đúng không? không, nghe lại xem nhá. 13번. 저는 농구를 좋아해요. Tôi thì thích gì Anh thích bóng rổ. đó. Sumi 씨는요? Còn tôi Mình nghĩ sao? không. 저는 테니스를 Còn tôi. 좋아해요.
Tôi thì thích Tôi tennis, thích chứ tennis. tôi hỏi là tôi thích tennis biển không? 다시 들으십시오. 응, nghe lại. 저는 농구를 좋아해요. 수미 씨는요? 저는 테니스를 좋아해요. Đó, tập được số 2, còn tiếp, Hương, Hạt, Hạt. Phương, hạt và giá, Mà vị ạ. vị trí Vị trí ạ. để cho Mùa. mùa14번 그 가방 좋네요. 비싼 거예요? 아니요, 비싸지 않아요. 2만 원이에요. 다시 들으십시오. 그 가방 좋네요. 비싼 거예요? 아니요, 비싸지 않아요. 2만 원이에요. 2만 원이에요. 나 자. 다음에 다 같이 연락해요. 2만 원이에요. 14번. 그 가방 좋네요. 아, 그 가방 주세요. 저도 이 cặp này. 아, 그 가방. không, cái cặp này tốt nhỉ, À, đẹp cái tốt thế. nhỉ. Biết sẵn rồi Hay phải không? không? Là Có gì? đắt không? Chắc. 아니요. Không.비싸지 않아요. 아, 비싸지 Không. 않아요. 정답 나오. 2만 2만 원이에요. 2만 원. 1.000 원. đâu 2만 원 2.000. 2만 2.000 đâu 2 20.000. ồ 20.000 won. rồi 20.000 won Iman là Đi à, thử 2.000 won là đi. 그 이천. 가방 2.000 là좋네요. 비싼 거예요? 아니요 비싸지 않아요 2만 원이에요 No. Đó chẳng được đâu giá cả khác đúng không? Ok hôm nay học đến đây thì còn bên dưới nó sẽ bắt đầu từ 64 đó dễ đúng không? 64 xong bắt đầu chắc là về hết hết phần 14 câu 14 này nó mới đến đến phần trang phần khó chưa phần à phần tranh cũng vẫn dễ đúng không phần Anh tranh cũng dễ, anh cũng dễ. cũng dễ đến 16 rồi cũng dễ này. Cho nên tên thầy thấy một phần nghe nhiều khi mọi người nghe mọi người hay được nhiều điểm lắm mọi người được kiểu full điểm luôn đấy à bắt đầu đến 17 này bắt đầu câu dài đấy bắt đầu khó rồi đúng không nghe một đoạn hỗn thoại rồi bắt đầu là chọn nội dung đúng vậy là hết cái câu 16 thế vậy chúng ta nghe top 16 câu là chúng ta đã được bao nhiêu điểm rồi à cũng phải được 3 nhân đến 16 thì phải được khoảng tầm 10 ở đó bao nhiêu 3 nhân với 16 nhỉ 36 là 18 là 48. Nói chung là phải được tầm 50 điểm trở lên và phải cố gắng một chút xíu là được các bạn là cấp 2 thôi rất đơn giản Nhưng mà ở đây còn nghe nghe nhiều lần. mà chúng nghe đi nghe lại nhiều và chúng ta Được hai lần như vậy ạ. cái tai của mình nó phản ứng nhanh và phát được rồi ok hôm nay học đây nhá suez mida chơi Xin chào nha.